dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong GTA Nam nhà. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách liên quan đến chủ đề chạy nha các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chạy qua 100 cái tấm kính siêu mỏng nha mọi người. Nghe thấy 100 tấm kính là mọi người biết là chắc chả có cái xe nào chạy qua được đúng không? Kính mỏng thì chắc là không xe nào qua được. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ mốt mã lực vô nha. Và mã lực ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng chính xác là bản mốt 100 mã lực nha các bạn. Ok, 100 thôi à. À, chỗ này đang chỉnh 400, từ từ để xuống 100. Rồi, đã 100 mã lực nha các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ review cái map xương xương cho mọi người xem nhá. Rồi, thì ở cái chỗ này đây thì chính xác là cái vạch xuất phát của chúng ta nha các bạn ơi. Và chỗ này có một cái cúp siêu to khổng lồ, mạ vàng, có in chữ thử thách GTA 5 nha các bạn ơi. Chắc chắn là chỗ này là vạch xuất phát rồi, như vừa nãy mình có nói nhá. Và khi mà xe đã xuất phát rồi thì nó sẽ xuống cái siêu dốc này nha các bạn. Siêu dốc này thì nghiêng với độ là khoảng 10 độ nhá. Khi mà xuống siêu dốc này thì chúng ta sẽ gặp phải 100 cái tấm kính nha các bạn ơi. Và đây, đây chính xác là tấm kính ở trong GTA 5. Nói chung là tấm kính này khá chi là trong suốt, tại vì cái bản đồ họa này nó làm cho kính trong suốt đấy. Đấy, nên đâm ra là các bạn rất là khó nhìn nhá. Đấy, để như thế này thì mọi người mới nhìn thấy này. Đấy, thấy không? Đó, và cái độ dày của tấm kính này là chỉ có 2mm thôi nha các bạn ơi. Tương đương với lại 0,2cm và tương đương nữa là 0,0002m nha mọi người. Có nghĩa là tấm kính này chỉ có mỏng khoảng 2mm thôi đấy. Và nói chung là nó rất là mỏng nhá. Xe đi thì nó rất là khó, nên ngày hôm nay chúng ta mới sử dụng cái bản mốt 100 mã lực này nha mọi người. Ok chưa? Và xe của chúng ta khi mà đã đi qua hết 100 cái tấm kính này ấy, thì nó sẽ về đích nha mọi người. Thì cái đích này mình có tạo một cái giảm tốc các bạn ạ. Do ngày hôm nay chúng ta chơi bản mốt 100 mã lực này, nên mình sẽ tạo một cái giảm tốc nha, để cho con xe có thể về đích trơn tru nhất, kiểu là cho người đỡ bay hay là xe đỡ bị rơi xuống đi nước ấy các bạn ạ. Nếu mà con xe mà không giảm tốc được nữa thì mình đã tạo một cái chỗ bắt buộc nó phải giảm tốc nha các bạn ơi. Chính xác là cái chỗ vòng cung này. Đấy, cái chỗ này thì giúp cho tất cả các loại siêu xe giảm tốc một cách gọi là 100% nhất. Đấy, khi mà giảm tốc xong thì chắc chắn là người sẽ bay ra và sẽ tủng xuống dưới cái ao này nha mọi người. Hay nói khác là một cái bể bơi đấy các bạn ạ. Cái bể bơi này thì mình mới tạo ở một số mặt nước, mã cốt các kiểu. Và ok, nói chung là bể bơi này hoạt động rất là ok. Lần sau nếu mà các bạn thích thì mình sẽ làm một cái tập chạy trên mặt nước cho mọi người xem nhá. Đấy, hôm nay thì làm bể bơi cho mọi người review sương sương thôi, là không biết tạo ra nước rồi. Không biết làm ra nước rồi đấy. Trong người tên năm không biết rồi, đâm ra là không tạo vậy nhá. Còn lần sau nếu mà video này được 500 like, mình sẽ cho tất cả các loại siêu xe chạy trên mặt nước nha các bạn. Ok chưa? Rồi, và mọi người đã hiểu cái thử thách này chứ? Ok, thử thách rất là đơn giản nha. Chỉ cần việc chạy qua 100 cái tấm kính, xe nào qua được là chiến thắng thôi nha. Ok chưa? Rồi, và không nói nhiều linh tinh luyên thuyên nữa, bắt đầu thử thách nha các bạn ơi. Và vâng, ok, 3 2 1. Vâng, chiếc xe đầu tiên có mặt trong cái thử thách này chính xác là một con xe mốt có tên là Audi R8 nha các bạn ơi. Thì ok, nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái bản mốt là 100 mã lực nha mọi người. Và với cái con xe Audi này thì mình sẽ slow motion nó lại nha. Lý do là tấm kính chắc chắn là nó vỡ, và việc slow motion lại thì để cho các bạn xem cái tấm kính nó vỡ như thế nào, và cho con xe xem coi là nó chạy trên cái tấm kính nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, và ok, bật Rockstar Auto để tí nữa slow motion này này. Rồi, Audi R8 đang đi nha mọi người. Với thông số đang là 200 cây chuối hơn trên giờ nhá. Tiếp cận kính này. Úi giời ơi, mẹ gần té nhá. Nhưng mà không sao nha các bạn ơi, xe Audi đã đi được nha. Úi trời ơi. Có vẻ nhanh quá không mọi người? Ừ, khá nhanh nhờ. Vèo vèo cái qua mẹ tấm kính này các bạn ạ. Benefactor thuộc dòng F1 cộng mốt là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Rồi ok, mình cũng đi này các bạn này. Quay 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 quay. Quả đề ba số khá chi là kinh nha các bạn ơi. Xe kiểu muốn drift luôn đấy. Rồi, và lên tấm kính nào. Úi giời. Wow, đi được nha. Ui. Trời ơi, cái này là lăn lộn chứ không phải là đi các bạn ạ. Ui.
Úi giời, xuống nước đây luôn. Ok, với cái quả Bele Factor này thì do độ nặng của nó khá là kinh khủng, cho nên là con xe khi mà đi được khoảng nửa cái tâm kính, có nghĩa là được 50 cái tâm kính ấy các bạn ạ, thì nó có hiện tượng bẩy lên chân không nha mọi người. Vẫn tiếp tục là dòng siêu xe, và lần này là xe trong game nha các bạn ơi, có tên là 811 nha. Rồi ok, mình cũng đi đây các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ test theo phong cách là chơi 5 chiếc siêu xe cùng một lúc, rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua tiết mục là slow motion. Sau khi mà xong thì chúng ta sẽ tiếp tục là test những xe khác nha. Đúng rồi, đúng rồi. 811 đi cũng khá là ngon. Thôi lại qua rồi. Với thông số chạy chỉ là 311 km/h nha các bạn ơi, và nó qua rất chi là trơn tru và trơn chảy nhá. Gentono thuộc dòng super và hàng trong game nha các bạn ơi. Rồi, ok, cũng đi đây các bạn ạ. Con này thì nói chung là cũng cổ lỗ xí rồi, nhưng nó thuộc dòng super thì tiếc gì Khôi lại không test nó đúng không các bạn. Rồi, 300 này. Úi giời. Úi giời ơi. Lại lật các bạn ạ. Úi giời. Ôi. Rồi xong tèo rồi mọi người ơi. Với con Gentono này nói chung là chạy cũng khá là nhanh, nhưng mà mẽ hiểu sao khi mà tới khoảng tầm 20 cái tấm kính ấy thì nó tự nhiên nó bị lún xuống nha các bạn. Có nghĩa là nó không thể nào nó chạy thêm được ấy. Đấy là coi như nó bẩy và cuối cùng là cũng đáp ở đây nha. Rồi, vậy là Gentono là không qua được nhá. Và con xe cuối cùng thuộc dòng super, chính xác là Rocket ngàn giờ nha các bạn. Rồi ok, mình cũng được phóng đây các bạn ạ. Nói chung là con này có tên lửa và mốt thêm 100 mã lực nữa. Mình sẽ cộng cả cái tên lửa này với lại 100 mã lực luôn nhá. Xem coi nó như thế nào nhá mọi người. Đi nào. Ui. Rất đầm các bạn ạ. Ui. Trời ơi. Ồ. Mới đầu phóng tên lửa thì cái tốc độ nó khá là cao ha mọi người. Đấy, thì con xe đi được, nhưng mà lúc mà hết tên lửa thì tốc độ nó giảm và nó cũng bị lún lún xuống cái tâm kính nha các bạn. Và phóng lần 2 thì coi như là nó dí lên trời và thì nó cũng không qua được nhá. Đấy. Tấm kính siêu mỏng mà đấy, đi tí là té à. Rất ít siêu xe qua được luôn nha. Ok, và đây chính xác là đoạn video 5 chiếc siêu xe mà mình mới edit xong các bạn ạ. Nói chung là mình nghĩ là các bạn không thích xem mấy cái đoạn video như thế này đâu. Nhưng mà mình muốn cho các bạn trải nghiệm xem coi là cái hiệu ứng âm thanh của những cái kính các bạn ạ. Và đầu tiên chính xác là chiếc Audi này, các bạn thấy không? Đi có vẻ rất chi là trơn chảy. Rồi, và chiếc thứ hai của chúng ta chính xác là chiếc F1 ha. Đấy, có thể thấy là nó đi rất chi là trơn chảy và có vẻ như là nó lún xuống mọi người, đấy thấy không? Nó lún xuống và sau đó rồi nó bẩy lên rồi nó lại bay Santo mấy chục vòng. Ừ, đấy lại bẩy nữa này. Wow, có vẻ như là cái thử thách này thì những cái loại xe nào mà nó hơi nặng một tí ấy, thì nó có cái hiện tượng lún rất chi là sâu nha. Do tấm kính này nó chỉ dày khoảng có mỗi 2mm thôi các bạn ạ. Đấy, đâm ra là nó đi rất là khó. Và đây, đây là 811. Trải nghiệm hiệu ứng âm thanh thì ở trong cái video này mình có tăng hiệu ứng âm thanh lên để mọi người có thể trải nghiệm nhé. Thôi bây giờ im lặng thôi, con 5 chiếc xe nói nhiều quá cũng mệt lắm, thôi im lặng cho các bạn trải nghiệm nhé. Ok, thì vừa rồi các bạn đã xem cái pha slow motion của 5 chiếc siêu xe rồi ha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái dòng RC để mình test nha các bạn. Và con xe RC đầu tiên chính xác là Ruiner nha. Rồi, ok, mình đi này các bạn này. À, vận đình chính lại là con xe này đã mốt 100 mã lực rồi nha mọi người. Đấy, như mọi người có thể thấy đấy. Và xe đang đi với vận tốc là 192 thôi các bạn ạ. Có vẻ là bị limit rồi nha. Wow. Ok, và dòng xe RC đầu tiên, con xe đầu tiên đấy,
Ruiner 2000 đi nó không thèm gãy kính nha các bạn ơi. Wow. Bá con mẹ nó đạo thật. Mà cũng đúng thôi mọi người, không bá đạo đâu. Xe nhỏ mà, đấy làm gì gãy kính được à. Monster Truck thuộc phiên bản RC nha các bạn ơi. Rồi ok, chúng ta cũng đi đây nha mọi người. Vừa rồi là Ruiner 2000, một trong những cái loại xe RC khá chi là nhẹ. Bây giờ mình chuyển qua con Monster Truck. Nói chung là con này cũng nặng nặng hơn tí, là để xem coi là nó có thể nào mà nó vỡ kính hay không nhá. Riêng cái loại là RC là để xem coi nó vỡ kính không thôi chứ. Úi giời. Úi trời, rồi bảy ra luôn rồi các bạn ạ. Và để ý là con xe RC Monster Truck này nó cũng không bị vỡ kính nha các bạn. Nhưng có một cái trục trặc nhỏ nhỏ là mình đi nó khá là ngu. Đó, mình vừa mới chạm một cái lan can cái là nó bị bẩy lên luôn nhá. Rồi, và nói chung là con này là không bị vỡ kính, thế thôi nhá. Vẫn tiếp tục là dòng xe RC nha mọi người. Và lần này là RC Bandito, hàng trong game nha. Rồi ok, mình cũng đi đây các bạn. Về con này thì mình nghĩ là chắc nó cũng tương đương với con Monster Truck thôi các bạn ạ. Tại vì tiếng động cơ của chúng nó nghe khá giống nhau nha. Ui, tốc độ thì ngang bằng với lại Ruiner 2000. Ồ, và con Bandito này, ôi, có gãy một cái tấm kính nha mọi người. Mọi người để ý theo, vừa rồi mình thấy nó có gãy một tấm kính. Ồ, vậy tính ra con này nặng hơn RC Monster Truck hả ta? Ồ, thế méo nào vẫn gãy được một tấm kính. Nhưng mà rất may cho nó là nó qua được nhá. Ờ, ngon đấy. Con xe thứ tư thuộc dòng RC chính xác là Mini Tank nha các bạn ơi. Và con này thuộc dòng trong game nha. Rồi ok, mình cũng đi đây các bạn ạ. Mini Tank thì đi khá là chậm. Và mặc dù nó đã mốt 100 mã lực rồi đấy. Ủa, có 88 thôi các bạn ạ. Và đây là một dòng RC phải gọi là nặng nhất trong game rồi. Để xem coi nó qua nổi 100 tấm kính hay không nha. Mình nghĩ là nó không qua được đâu các bạn ạ. Tại vì nó khá là nặng và tốc độ nó khá là yếu ấy. Để xem coi. Ui, ôi vãi cả đái á. Thề luôn, sao tấm kính này nó trâu vậy. Ô, vận đinh chính là tấm kính này nó rất là mỏng nha. Và mình nghĩ là con mini tank này nó đi là nó sẽ bị vỡ kính ngay. Wow, và rất là ngạc nhiên là nó đi rất là êm luôn mọi người ạ. Còn êm hơn con RC Bandito vừa nãy nữa ấy. Ui, qua luôn này. Oh my god. Hết bất ngờ này đến bất ngờ kia nha mọi người. Không ngờ là con này qua được luôn. Mà không thèm gãy một tấm kính nào nha mọi người. Quá được luôn ha. Rồi, và con xe cuối cùng thì là một con xe mốt nha các bạn ơi. Và phiên bản này không phải là phiên bản RC nha. Nó là con xe đồ chơi thì đúng hơn nha mọi người. Rồi, ok, bây giờ mình đi này các bạn này. Xe đồ chơi này thì nói chung là máy móc của nó cũng khá là nặng so với tấm kính. Nhưng mà nó là xe đồ chơi mà nên mình sẽ test luôn nhé. Và đây là con xe cuối cùng thuộc dòng xe đồ chơi đấy. Ui, oh my god, không thèm gãy một cái kính nào luôn. Ui, ui, ui. Sao vậy nhỉ, ơ kỳ lạ thế. Có cái gì đó nó hơi sai sai các bạn ạ. Ờ, mình không biết là ngoài đời xe đồ chơi đi trên kính thì nó như thế nào nha. Đó, mình vẫn không biết là như thế nào. Nhưng mà ở trong game này, riêng ở trong game này thì xe đồ chơi, từ dòng RC đến dòng xe đồ chơi thì nó đi trên tấm kính rất là ok nha. Có một con duy nhất là bị bể kính một tấm kính là con xe RC Bandito thôi nha các bạn. Còn bốn con còn lại là không thèm gãy kính và bể gì luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ lấn sang những cái dòng xe mô tô nha các bạn ơi. Và con mô tô đầu tiên chính xác là Ducati nha. Con này là xe mốt rồi ha. Rồi ok, cũng đi đây các bạn ạ. Ducati thì cũng thuộc dạng là khá là nặng. Đâu đó phải 1-2 tạ đấy. Ờ, không ít đâu mọi người ạ. À, để xem coi nó đi như thế nào nhá. Ô, có gãy, có vỡ nha. Nhưng mà xe đi rất là đầm và rất là ngon. Úi giời, qua luôn rồi. Và như mọi người có thể thấy những cái tấm kính của chúng ta nó gãy này mọi người này. Cho mọi người nhìn tận cảnh này ha. Úi trời ơi này. Đi tới đâu là Ducati làm vỡ kính hết tới đấy nhá. Đây này. Đó. Rất là kinh khủng nha. Ui, mấy cái đoạn về sau này là bị vỡ và nát hết luôn rồi nhá. Không còn một cái tấm kính nào luôn này. Đấy, như mọi người có thấy nhá. Rất ghê luôn nha. Bây giờ sẽ đến dòng xe mô tô trong game nha các bạn ơi. Và con xe này chính xác là của thằng Tây Đen nha. Thằng Phanh Clean đấy ha. Rồi ok, mình cũng đi thử này các bạn này.
xe của thằng Franklin này thì nó khá là nặng, nặng hơn so với Ducati các bạn ạ. Và không biết là nó qua được hay không thì mình không biết nhá. Rồi lên nào. Ui giời, ui giời. Ui giời ơi. Trời ơi, nó lún kinh thật các bạn ạ. Nó lún khiến mà con xe nó lún quá rồi là nó bị bẩy lên luôn nha. Và ngỏm rồi đấy. Chuyển qua dòng xe mô tô 4 bánh nha các bạn ơi. Và con xe này là con xe mốt luôn nha. Rồi ok, mình cũng đi này các bạn này. Con này mốt thêm 100 mã lực nữa, chạy khá là nhanh ha. Đấy, lên được 200 rồi này. 230 rồi nha mọi người. Rất nhanh, rất được luôn. Ồ, đi được. Rất chi là trơn trải. Qua được hay không đấy? Rồi, con này cũng qua được nha các bạn ơi. Và hiệu ứng gãy kính thì y chang con Ducati luôn nha mọi người. Thấy như là xe mốt là giống nhau hay sao các bạn ạ? Đấy, cứ đi từ đâu là kính vỡ tới đấy. Ở khúc cuối thì nó nứt này ha. Còn về khúc đầu là nát hết nhá. Con xe thứ tư thuộc dòng mô tô là một con xe ba bánh nha các bạn ơi. Và nó là hàng trong game, có tên là Spiker nhá. Rồi, cũng test thử đây các bạn ạ. Không biết là dòng xe ba bánh như thế này thì đi có trơn trải hay không thì không biết nhá. Rồi, bắt đầu lên cái kính nào. Ui dồi. Trời ơi, cái đít xe nặng thế. Trời ạ. Ngỏm xuống luôn, vãi đái. Không có cái từ gì miêu tả được cái đít xe của cái con xe này nữa các bạn ạ. Thật. Ui, rơi nhanh thật. Vãi đạn luôn ha. Con xe cuối cùng thuộc dòng mô tô mà mình sẽ test chính xác là một con xe có ở trong game nha các bạn ơi. Và con này là xe ba bánh luôn. Nó tên là cái gì, Ram Rocket gì ấy các bạn ạ. Rồi, ok mình đi nha. Mình nghĩ con này chắc cũng bị giống như con Spiker, con xe thứ tư vừa nãy mình test đấy các bạn ạ. Chắc cũng vậy thôi. Rồi, xem sao nhá. Tôi biết ngay mà các bạn. Tôi biết ngay mà. Mấy cái dòng xe ba bánh như là không lên nổi cái kính luôn các bạn ạ. Nó nặng hay sao các bạn? Đấy, cứ đi là té thôi. Không có từ gì miêu tả được cơ mà. Ừ. Thôi nha toang. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái dòng xe SUV off-road nha các bạn ơi. Và con xe đầu tiên của chúng ta chính xác là Audi Q7 á. Con này hình như bị lỗi cái lốp hay sao các bạn ạ. Ờ, thấy méo nào nguyên cái cặp lốp mẹ chrome luôn. Và thôi kệ nó ha. Đi đây các bạn ạ. Xem coi xe lỗi này đi qua đấy không nhá. Úi giời, máy nghe khá chi là êm. Rồi, tốc độ đang là 240 các bạn ạ. Lên nào. Úi giời. Wow. Ui giời ơi. Trời mẹ ơi, quỷ thần ơi. Vãi đạn à. Xe rất là nặng ha các bạn. Đấy, đi mà kiểu nó cứ kiểu bốc đầu lên do cái lún ấy. Ờ, cái kính nó vỡ xong rồi nó lún xuống ấy. Không chữa được các bạn ạ. Ờ, không thể nào chữa được nhá. Kara, phiên bản 6X6 nha các bạn ơi. Và nó cũng thuộc dạng là off-road đấy ha. Rồi ok, mình cũng đi đây các bạn ạ. Xem coi chiếc Kara 6 lốp này nó sẽ như thế nào nha. Tốc độ cũng ngang ngang với lại Audi Q7 vừa nãy nha. Rồi lên nào. Ui. Wow, con này có vẻ đi được này các bạn này. Yes, ok, qua được nha mọi người. Kinh khủng thật. Mình không ngờ rằng là một chiếc xe 6 lốp hàng cũng khá chi là nặng nhá. Qua được thử thách này luôn. Không ngờ luôn đấy. Thề. Ờ, mình nghĩ là những cái dòng off-road hoặc là xe nặng hơn thì sẽ không qua được. Mà ai ngờ nó qua được. Một kỳ tích nha. Tiếp theo sẽ là một dòng xe mốt nha các bạn ơi. Và con này chính xác là Hummer Limo, thuộc phiên bản SUV nha các bạn. Rồi ok, mình cũng quất đây các bạn ạ. Xe mẹ mắc dài luôn các bạn. Và để xem coi con xe dài này có qua được thử thách cái kính này hay không nha. 100 cái đấy. Ở lên nào. Ui giời. Gần qua thôi các bạn ạ, gần qua thôi à. Đâu đó khoảng hơn nửa chặng đường. Cỡ tầm 70%. Vậy tính ra là con xe Hummer này là qua được 70 tấm kính nha các bạn ơi. Tiếp đến là một con xe SUV nha các bạn ơi. Và con xe này là trong game. Tên của nó là Insurgent nha. Rồi ok, cũng đi đây các bạn ạ.
một con xe bọc thép các bạn ơi. Và con này phải nói là quá nặng rồi à. Mình nghĩ rằng là nó sẽ không bao giờ đi được trên kính luôn. Đấy, khoảng tầm nửa đường là té thôi. Ui giời ơi, nặng quá, nặng quá. Ui giời, không đi được. Thề luôn ấy, là xe nặng là chả đi được đâu. Ừ, may ra có con Caracara vừa nãy là đi được thôi. Chứ như mọi người thấy đấy, mình cũng cạn lời với SUV rồi. Không qua được nha. Vâng, và con xe cuối cùng thuộc dòng SUV chính xác là con Ford V250 nha các bạn. Một phiên bản xe mốt nha. Rồi ok, cũng đi đây các bạn ạ. Con này thì gầm khá là cao và mình nghĩ là nó có thể off-road qua kính được. Ừ, tuy rằng nó khá là nặng nhưng mà gầm cao. Đấy, mình nghĩ là vậy. Bây giờ đi thì mới biết được. Ôi, vẫn đi được à? Đúng như tôi dự đoán các bạn ạ, đấy thấy không? Xe nặng nhưng mà gầm cao vẫn đi được nha, ok chưa? Đó, như Ford này này, đấy, rất ngon và rất trơn trải. Mặc dù là nó là đã bị vấp vô cái lan can nha, nhưng mà một kỳ tích nào đó đã xảy ra với nó và nó vẫn có thể lăn bánh trên những cái tấm kính. Rất trơn trải luôn nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ lấn sang dòng tạp hóa nha các bạn ơi. Có nghĩa là mình sẽ chọn bất kỳ những cái thể loại siêu xe nào mà mình có thể sờ ban ra được nha các bạn. Và con xe tạp hóa đầu tiên của chúng ta chính xác là một con Batmobile nha. Con này như là hàng cổ đấy hay sao ấy. Nhìn livery các kiểu nhìn nó hơi bị cũ tí nha. Rồi và không sao, đi nha mọi người. Xem coi con Batmobile này sẽ như thế nào nha. Uầy, cái xe tiếng máy nghe hầm hố thế. Ở lên nào. Úi giời, đi được nha mọi người. Ôi, cái chế độ off-road kìa. Má quả Batmobile, cái phuộc đằng sau mọi người thấy không? Lúc mà nó đi trên kính ấy, uầy, mày kinh vãi luôn. Và kỳ tích lại xảy ra với con Batmobile này nha mọi người. Nó qua được ạ. Đấy, bắn súng, đấy. Qua được, bắn cho nó vỡ kính luôn. Batmobile qua được nha. Tiếp theo là một con xe có ở trong game nha các bạn ơi. Tên của nó là Chernobog. Xe quân đội chở 15 trái tên lửa nha mọi người. Rồi ok, cũng đi thử đây các bạn ạ. Con này là mắc nặng luôn rồi các bạn ạ. Bố của bố nặng. Đấy, đâm ra là nó nặng lắm. Mình nghĩ là nó cũng chả qua được đâu. Mà thôi kệ, cứ mang nó vô test xem coi nó như thế nào nhá. Úi giời, quá nặng, úi trời ơi. Không được rồi mọi người ạ. Kính vỡ rất chi là kinh khủng nha. Và con xe nó cứ bị lẩy, bị bẩy ấy. Đấy, rất là khó chịu nhá. Bugatti Chiron nha các bạn ơi. Thuộc dòng super siêu xe nha mọi người. Và con này chính xác là xe mốt nha. Rồi, cũng quất đây các bạn ạ. Một dòng super siêu xe và vận tốc nó khá là cao. Hàng thì cũng hơi nhẹ nhẹ. Mình nghĩ con này qua được các bạn ạ. Ui, rất êm, rất nhanh. Thông số chuẩn xác là 4444 nha mọi người. 3 số 4 ấy, không phải 4 số 4 đâu nhá. Vừa rồi khôi bị liệu nhá mọi người. Rồi, con này thì qua rất là trơn trải nha. Lại là xe mốt nha các bạn ơi. Và con xe này thuộc dòng thể thao nha. Con này tên là Skyline R35 Nismo nha. Ok chưa? Rồi mà mình cũng đi đây nha mọi người. Một dòng xe thể thao nhìn khá chi là đẹp. Có thể là drift được luôn các bạn ạ. Và để xem con nó đi như thế nào nhá. Úi giời, vẫn đi được nha các bạn. Ui. Trời ơi, bảy sao vậy. Ui vãi đái. Bảy hẳn vô cái bể bơi của mình luôn các bạn ạ. Cao và xa gớm à. Vâng, và đây chính xác là chiếc xe cuối cùng cho cái thử thách của ngày hôm nay của chúng ta nha các bạn ơi. Một con xe mới được update của Rockstar nha mọi người. Chính xác là con DR1, xe F1 nha. Rồi ok, mình đi đây nha mọi người. Xem coi chiếc xe F1 này sẽ thể hiện như thế nào nha. Thì mọi người biết đấy, một tập video mình không thể nào làm tất cả các loại siêu xe được, thì mọi người thông cảm cho mình nhá. Ui trời ơi. Ui rồi. Cái gì vậy, F1 gì mà nặng thế. Ui không lật xe lại được luôn. À được rồi mọi người ạ. Ui, với con xe cuối cùng này mình cứ tưởng nó qua chứ các bạn ạ. Nhưng mà không nha. Không hề như mình tưởng tượng được. Đó,
bằng một phép màu nào đó khiến con xe đi với vận tốc cũng khá là nhanh, nhưng rất tiếc là nó không thể vượt qua được cái thử thách này nha. Đi được chắc khoảng tầm 40 cái kính thôi nha mọi người. Ok chưa? Rồi, và chắc có thể là mình cũng xin phép các bạn là kết thúc video này tại đây thôi nha các bạn. Tại vì video này cũng khá chi là dài rồi. Thì mọi người biết đấy, một video của mình không thể nào mà test được hết tất cả các loại siêu xe được ấy. Thì mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Nếu mà test hết nữa thì chắc là thời gian của video có quá là dài, và dài thì mọi người sẽ không thích xem đúng không? Đó nên mọi người thông cảm cho mình nha. Và nếu các bạn thích mình làm một thử thách nào đó liên quan đến chủ đề về những tấm kính nữa thì cứ vậy comment ở dưới video này nhá. Rồi ok, bây giờ thì Khôi xin phép kết thúc video này tại đây thôi. Thì nếu các bạn thích video này của mình, nhớ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nha. Đừng quên comment đóng góp những cái ý tưởng hay ho đến cái channel của mình nha mọi người. Rồi ok, bây giờ clip đến đây thôi. Bye bye tất cả các bạn, và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Ciao.